Alo, bà gọi tôi có gì không vậy Ngọc? Gia Khang viết sai chính tả nhiều quá, còn Giang Binh nó chưa có thuộc bản chữ cái. Cái gì? Bà dạy dỗ con tôi kiểu gì kỳ vậy hả? Ủa gì vậy? Bà ở nhà bóng có rèn cho nó hả? Thôi tôi biết rồi, tôi biết phải giải quyết sao rồi. Thôi nha, cảm ơn bà. Hai đứa này, không, ba đứa này chiều nay về biết tay với mẹ. Hai đứa, trời đất ơi, nè, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, đi học về là phải vô cất tập sách, xong rồi thay đồ tắm rửa, xong rồi ăn cơm rồi còn học bài nữa. Bây giờ ngồi coi tivi là sao hả? Nhìn mẹ cái gì? Mấy này tụi con hư lắm nha. Mẹ kiểm tra bài coi bữa nay có viết bài đầy đủ không? Dạ Khang, sao con viết chữ xấu như vậy hả? Tại bài khó quá chứ sao? Bài khó? Viết chữ mà khó hả? Không có cái gì là khó hết, vấn đề là mình không chịu tập. Mình tập thì cái gì nó cũng dễ hết, con hiểu không? Gia Minh đưa đây. Gia Minh, sao con viết bài con bỏ trống tùm lum vậy hả? Nè hai đứa, cái tuổi hai đứa bây giờ là cái tuổi để tập viết, hiểu không? Các con phải luyện chữ viết của mình cho thiệt là đẹp thì sau này cái chữ viết con mới đẹp được, hiểu không vậy? Hai đứa mấy bữa nay hư lắm á, suốt ngày cứ coi tivi vậy, không có chịu luyện chữ viết gì hết trơn á. Quỳ xuống đây. Quỳ xuống. Hôm nay mẹ sẽ phạt hai đứa. Hai đứa quỳ đây, tới 6 giờ rưỡi mẹ mới tha cho hai đứa. Nghe chưa? Gia Minh quỳ đàng hoàng lại. Quỳ lên đàng hoàng. Quỳ đây tới 6 giờ rưỡi nghe chưa? Có chửi ba thì hiền như ông Mục, mẹ như một với bà phù thủy độc ác nữa. Còn mẹ suốt ngày cứ phạt mình hoài á, mẹ như bà phù thủy, còn ba hiền như ông Mục vậy đó. Nè, hai đứa đang nói gì vậy? Hả? Ai dạy hai đứa nói những cái lời này hả? Mẹ cấm từ đây về sau không được nói vậy chưa? Mẹ chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi, hiểu không? Ủa? Gia đình ở đây hết hả? Ôi ôi, hai đứa con ba đang chơi trò gì vậy? Ừ? Anh, quỳ xuống đó. Chơi luôn hả? Quỳ xuống. Gia đình chơi chung cho vui. Khoanh tay lại. Khoanh tay rồi sao nữa? Rồi sao gì? Hả? Gì? Chơi cái gì mà chơi? Anh cứ chiều tụi nó không chịu viết bài gì hết. Chữ viết thì thấy ghê, bài dở thì bỏ lung tung, không có điền vô hết gì hết. Bây giờ, anh quỳ đó luôn đi. Ủa hai này con ai? Con anh. Một mình anh mà có được hai đứa con luôn. Thì có phần em nữa. Con em viết chữ xấu, em không có trách nhiệm à? Em quỳ xuống nói chuyện với anh. Mà... quỳ xuống nói chuyện với anh. Quỳ xuống. Quỳ thì quỳ, em sợ anh hả? Em nói rồi, sao? Sao? Giờ sao? Ok, đồng ý là anh dễ dãi. Anh dễ chịu với hai con, nhưng mà anh dễ chịu trong giới hạn. Còn cái chuyện học hành, cái chuyện mà em lo học tập là trách nhiệm của em, chứ không phải là chuyện là trách nhiệm của anh mà em đổ thừa hết cho anh. Thì chấp nhận là như vậy. Cái chuyện học hành của con là trách nhiệm của em. Anh làm gì? Anh làm cái gì? Anh cấy vô đầu như vậy? Tưởng lộn các bạn, tưởng quên. Cái anh lớn mà anh không có chững chạc, anh không có làm gương cho con gì hết trơn. Khoanh tay lại. Em khoanh lại đi. Rồi nói chuyện với anh nè. Thì cái chuyện học hành của con á là đúng là do em lo. Ừ. Nhưng mà mỗi lần em bắt con học bài á thì anh cứ bắt nó xem tivi. Em bắt con học bài thì anh cho nó ăn bánh kẹo. Làm sao em dạy con được? Anh cứ chiều con như vậy bởi con hư đó. Em à, hai đứa con thứ nhất còn nhỏ, thứ hai ở trong nhà này em khó khăn, em cấm đủ hết tất cả mọi điều, thì anh phải là người dễ để cho hai đứa con á nó thoải mái, nó vui vẻ, nó còn đầu óc nó học nữa. Em sao vậy? Tụi nó còn nhỏ quá mà. Anh sao vậy mới đúng á. Em đã khó khăn như vậy mà tụi nó còn vậy, em không khó nữa thì tới cỡ nào hả? Ok, bây giờ con học hành viết chữ xấu
em đổ hết là lỗi của anh đúng không? Đúng rồi, tất cả là lỗi của anh. Anh không quỳ nữa. Nè, ba mẹ con quỳ đi. Nè, Gia Huy. Nè, hai đứa quỳ đi. Thôi, em đi trước nha. Đâu? Dạ. Giang. Lên đi Giang. Mai Hân tính kỳ lắm. Nói hoài không được, không có thông cảm với công việc của tôi. Biết giờ không muốn nói tới luôn. Này nói thiệt nha. Chủ yếu là bạn về bạn giật sao đi chứ để vậy hoài là không ổn đâu bạn. Ê, gia đình đang có chuyện mày nói gì kỳ vậy? Phải, nhiều khi mình không nói nó không để ý rồi có chuyện nữa nó ăn hiếp mày nữa. Đúng không? Đúng á. Vợ chồng á phải nhu nhìn nhau một xíu. Tôi tuyên bố nè. Kể từ giờ phút này nha. Mà ho với tôi á, kiếm chuyện với tôi một cái nữa. Tôi bước thêm bước nữa. Ủa, Mai Hân. Em. Ủa, Mai Hân đang ở nhà hả? Giỡn. Vậy bạn, trời đi nhậu mà kiểu không khí căng thẳng quá. Không muốn nhậu đâu. Mày bước đi bước nữa rồi. Anh buồn mà kẹo hoài. Nè, mày bước đi bước nữa rồi con cái làm sao? Nói vậy thôi. Chứ giờ có hai đứa con rồi, gia đình vậy sao bỏ được. Lỡ vợ chồng xe chuyện gì, hai đứa con ai nuôi? Nói giỡn không biết bộ. Tại ức chế quá. Thôi uống đi. Vô. Nhưng mà kiếm thêm vẫn được nha bộ. Ôi. Mình đưa thêm nhiều ý kiến cho bạn mày. Gia đình bạn có chuyện buồn mày kỳ quá. Đàn ông nói được là làm được nha. Biết rồi. Anh sao vậy? Nè, em đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Nhậu nhẹt thì ít thôi, làm gì uống bia uống rượu nhiều vậy hả? Uống một hai ly xã giao thôi chứ. Nói nhiều quá. Nói nhiều cái gì? Tiểu Nhi đâu? Tiểu Nhi. Tiểu Nhi đâu đây hả? Ở đây không có Tiểu Nhi. Chỉ có em, Tiểu Hân, được không? Tiểu Nhi, tại sao Tiểu Nhi đi học không viết chữ cho đẹp vô để tôi bị la? Tức quá Tiểu Nhi ơi. Thì ra anh hù dập cái chuyện hồi chiều mà đi nhậu. Anh đi nhậu xỉn như vậy đó hả? Tiểu Nhi, ai đánh tao nè Tiểu Nhi ơi. Tiểu Nhi. Thiệt tức chết mà. Em bỏ luôn. Sống chết gì kệ anh. Tiểu Nhi, mày quên kìa. Tức quá. Tiểu Nhi. Dọn dẹp nhà cửa hết sạch sẽ. Cũng biết điều. Nhận thư của em rồi. Thư gì? Thư em gửi cho anh nè. Đâu phải của em. Hả? Cái này là à, không phải của anh. Hả? Thank you.
công nhận. Hai đứa con mình giỏi thiệt.